Sơn Hà Lệnh, siêu phẩm đa mỹ kế thừa Trần Tinh Lệnh. Sơn Hà Lệnh hay Thiên Nhai Khách là bộ phim cổ trang đa mỹ Trung Quốc được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Chris. Phim với sự góp mặt của hai diễn viên trẻ Cung Tuấn và Trương Triết Hạng. Phim thay đổi so với nguyên tác nhưng vẫn đậm mùi đa mỹ. Sơn Hà Lệnh là tên mới của bộ phim đa mỹ đình đám Thiên Nhai Khách, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Press, tác giả Trấn Hồn. Bộ phim xoay quanh nhân vật Chu Tử Thư, thủ lĩnh phái Thiên Song cao cao tài thượng, võ công cao cường. Tuy nhiên vì biến cố mà Chu Tử Thư rời bỏ phái Thiên Song, bị đóng 7 cây đinh lên người khiến nội thương không thể khỏi. 3 năm sau, Chu Tử Thư vô tình gặp được Ôn Khách Hành, cốc chủ quy cốc tàn độc vang danh thiên hạ. Đúng lúc này, trên giang hồ bắt đầu lan truyền sự xuất hiện trở lại của Lưu Ly Giáp để mở ra kho võ học đà thất truyền, có thể giúp kẻ sở hữu nó trở thành vô địch thiên hạ. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành cùng nhau truy tìm tung tích của Lưu Ly Giáp, điều tra những vụ án mạng xảy ra xung quanh cũng như trốn khỏi sự truy lùng của phái Thiên Song, sống cuộc sống của một người dân thường bình đạm. Khi được chấp bút để cải biên thành phim, để lách luật của cục điện ảnh, ekip Thiên Nhai Khách bắt buộc phải twist câu chuyện tình đam mỹ thành tình tri âm tri kỷ. Ấy vậy mà đối với các fan hũ, sau 9 tập phim thì tình tri kỷ không thấy đâu, chỉ thấy một câu chuyện theo đuổi và cưa trai ngoan nhà lành Tử Thư bằng mọi cách của bad boy nhà phố Ôn Khách Hành. Dù đã xào nấu về mặt âm thanh để vừa chứng minh đây là tình huynh đệ, nhưng Thiên Nhai Khách không hề làm các fan mất hứng. Trái lại, còn là một chiêu bài ẩn thú vị để hội hũ nữ tha hồ soi hình. Netizen xứ Trung vẫn tinh ý nhận ra một số lời thoại của Ôn Khách Hành có đôi chỗ không khớp so với khẩu hình miệng của anh chàng. Thậm chí, có câu thoại gốc còn được khui ra, qua đó làm fan quán quéo liên tục vì đậm vị yêu thương trong đó. Nhan sắc bùng nổ của hai nam chính. Lần đầu tiên diễn kiến dung mạo thật của Trus, Ôn Khách Hành đã ngắm như say mê và trong mắt chỉ tỏa ra sự ngọt ngào. Nhìn nhau một cái là đắm say một đời. Có thể nói ở những tập đầu tiên của Thiên Nhai Khách, nếu như khán giả vẫn cảm thấy Cung Tuấn chưa thực sự cảm được vai diễn, thì ở những phần cảnh sau, nam diễn viên đã hoàn toàn là một Ôn Khách Hành thực thụ, luôn bám đuôi A Tự. Thế nhưng ở anh vẫn toát ra dáng vẻ nghịch ngợm, lá lời đúng chất chú quỷ, giống như một chú sói, chỉ gầm gừ với kẻ ác, còn cặp Rus là teo héo như cún con. Mặt khác, nếu như Trương Triết Hạng vẫn bằng vẻ ngoài lạnh lùng từ đầu tập đến lúc chưa cởi bỏ mặt nạ, thì ở những tập mới nhất của Thiên Nhai Khách, anh đã có sự chuyển biến trong ánh mắt, vẻ mặt khi nhìn vào trò chuyện với tri kỷ của mình. Sự thay đổi tuy nhỏ trong diễn xuất khiến khán giả vẫn cảm nhận được sự phong vệ của Tử Khư đối với nhân vật Ôn Khách Hành chưa rõ danh tính này. Ngoài ra, sau khi hóa ăn mày rồi từ từ lấy lại vóc dáng, khán giả sẽ không nhận ra từ bao giờ mà Chu Tử Thư bản phim lại đáng yêu, thu hút đến thế. Sơn Hà Lệnh đạt Duban cao nhất trong dòng phim đa mỹ chuyển thể. Sơn Hà Lệnh vừa lên sóng ngày 22 tháng 2 đã lập tức sở hữu điểm Duban kỷ lục của dòng phim đa mỹ chuyển thể với 8.1 điểm và khoảng 25.000 người đánh giá. Sau đó phim nhanh chóng tăng lên 8.2 điểm với 60.000 lượt vote. Trước đó, bộ phim đa mỹ năm 2018 của tác giả là Trấn Hồn có điểm Duban ban đầu khoảng 6.8 điểm. Trần Tinh Lệnh nổi tiếng khắp châu Á ban đầu có Duban thấp kỷ lục 4.8, sau đó tăng vọt lên 8 điểm khi phim đã kết thúc. Tuy nhận xét ban đầu của khán giả về phim có nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng diễn xuất của Trương Triết Hạng và Chu Tử Thư còn hơi đơ, ánh mắt vô hồn, Cung Tuấn thì hơi non so với miêu tả về Ôn Khách Hành là cốc chủ quỷ cốc tinh ranh ma mãnh lại máu lạnh tuyệt tình. Nhưng sau khi theo dõi khoảng 5 tập đầu, khán giả đều đồng ý rằng ekip Sơn Hà Lệnh rất có tâm, bám khá sát nguyên tác, đầu tư cho các cảnh quay rất chỉnh chu, nội dung diễn biến không quá rời ra, cũng không bị cụt đầu cụt đuôi. Nhưng đặc biệt nhất khiến khán giả yêu thích và đánh giá phim rất cao là bởi độ chịu chơi của ekip khi cài cắm rất nhiều tình tiết đam mỹ, lộ liễu vào trong phim. Nếu so sánh với các bộ phim chuyển thể tình huynh đệ khác, thì Sơn Hà Lệnh có thể đặt vào thể loại đam mỹ thanh thủy văn cũng không phải nói quá. Bởi vì mối quan hệ của Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành không thể gọi là huynh đệ được nữa, khi mà Ôn Khách Hành từ lần đầu gặp đã liếc mắt đưa tình, nói câu nào là tán tình câu đó, luôn miệng gọi Chu Tử Thư là mỹ nhân chân dài eo thon, miệng cứng lòng mềm. Thậm chí Ôn Khách Hành còn không ngần ngại thể hiện sự u mê đối với nhan sắc của Chu mỹ nhân. Hậu trường Sơn Hà Lệnh còn đa mỹ hơn phim. Không chỉ những tình tiết trên phim như sờ má, nắm tay, ôm eo hay thậm chí là kề môi, hút máu độc trên lưng cho Chu Tử Thư, mà ở hậu trường phim Sơn Hà Lệnh, Cung Tuấn và Trương Triết Hạng cũng vô cùng thân thiết, luôn miệng cười đùa và lúc nào cũng dính lấy nhau, khiến khán giả tin tưởng vào chemistry của hai người trong phim. Nhiều hình ảnh hậu trường của Sơn Hà Lệnh được click ra từ lâu, nhưng phải đến khi phim công chiếu, các fan mới đào lại và quán quéo bởi độ đam mỹ của cặp đôi chính từ trong phim ra đến ngoài đời.
Nếu trong phim Ôn Ốc Chủ chủ động bao nhiêu, Chuông Mỹ Nhân từ chối bao nhiêu, thì ở hậu trường phim cả hai người cùng Tuấn, Trương Triết Hạng đều rất chủ động thân thiết, cười đùa với nhau. Nhiều hình ảnh được các paparazzi leak ra khi phim còn đang quay, cho đến những hình ảnh trong video hậu trường đều cho thấy cùng Tuấn, Trương Triết Hạng vô cùng thân thiết, lúc nào cũng trò chuyện, đi cùng nhau, thậm chí trêu đùa nhau rất vui vẻ. Sau khi vừa lên sóng, Sơn Hà Lệnh lập tức bị đặt lên bàn cân so sánh cùng cái tên nổi tiếng Trần Tình Lệnh. Rất nhiều khán giả bình luận rằng Sơn Hà Lệnh hay và chân thực hơn nhiều so với Trần Tình Lệnh. Tuy không sở hữu dàn diễn viên quá hot, nhưng Sơn Hà Lệnh đã bắt đầu gặt hái được những thành công cực kỳ đáng nể. Lượng fan hâm mộ 2 năm chính Sơn Hà Lệnh tăng chóng mặt. Ngay khi vừa lên sóng, Sơn Hà Lệnh đã bị soi kỹ và bị đem ra so sánh với Trần Tình Lệnh của Tiêu Chiến. Sơn Hà Lệnh cũng bị chê lạm dụng nhiều slow motion, lông tiếng không khớp miệng, diễn xuất có phần gừ gạo. Thế nhưng sau vài tập ngắn ngủi, phản ứng của khán giả dành cho bộ phim dần cải thiện. Rất nhiều người xem đánh giá tình tiết phim gay cấn hơn, cốt truyện bám sát nguyên tác, các cảnh phim đẹp, chân thực và đặc biệt là sự tương tác giữa hai nam chính, Chu Tử Thư, Trương Triết Hạng và Ôn Khách Hành cùng Tuấn quá ngọt ngào. Cũng giống như Trần Tình Lệnh mang về thành quả cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, thì Sơn Hà Lệnh cũng giúp cho Trương Triết Hạng và Cung Tấn tạo bước phá trong sự nghiệp. Sau vài ngày Sơn Hà Lệnh lên sóng, số lượng fan hâm mộ của hai nam chính trên Weibo đều đặn tăng thêm 100.000 người mỗi ngày. Lượt thích, bình luận lẫn chia sẻ ở mỗi bài viết của họ cũng tăng lên rất nhiều lần. Trước đó, Trương Triết Hạng hợp tác với mỹ nhân 4.000 năm Cúc Tình Y qua hai tác phẩm Vân Tịch Truyện và Như Ý Vương Phi. Tuy không quá thành công nhưng cũng giúp nam diễn viên tạo chút tiếng tăm. Trong khi Cung Tuấn lại kém may mắn hơn bạn diễn, dù anh đã gia nhập giới giải trí được 6 năm, đóng đến 12 bộ phim nhưng vẫn chẳng thể nổi tiếng. Nhưng ngoại hình và kỹ năng diễn xuất thì Cung Tuấn đều có. Điều anh thiếu chỉ là một kịch bản hay và một cơ hội tốt. Và Sơn Hà Lệnh chính là điều cần thiết ngay lúc này cho sự nghiệp của Cung Tuấn. Tiểu thuyết nguyên tác sở hữu một lượng fan hùng hậu, cộng thêm sự ảnh hưởng của cặp đôi chính Trương Triết Hạng, Cung Tuấn, cùng sự thể hiện an ý đầy xuất sắc của cặp đôi này giúp Sơn Hà Lệnh trở thành bộ phim Hoa ngữ hot nhất thời điểm hiện tại.